Chào các bạn đến với Smart Home nhé. Giới thiệu các bạn về cái mạch rửa tay này, hoặc là làm rót rượu nhé. Ở phần bên này thì nó có cái hiệu Dương 12 này, 5V GDL Trigger này, để mình đấu cảm biến vào. Ở đây mình đang làm rửa tay thì mình đấu cảm biến này, máy bơm mình đấu với màu này, dương âm đúng chiều này. Phần này mình đấu nguồn nhé. Đấy, đấu 12V. Ok, bây giờ mình cấp nguồn nhé, bật công tắc này. Đấy, xuôi kim đồng hồ. Mình che vào cảm biến này, máy bơm quay này. Đấy, giảm thời gian này. Đấy, con này nó có cái hay là khi mà bơm đang chạy mà thả tay là nó ngắt luôn. Đấy, đấy, giờ không cần đến thời gian delay. Đấy, còn không thì nếu mà vẫn giữ đây thì hết delay nó cũng sẽ tắt. Đấy, phần cảm biến đằng sau đít này có một cái biến trở nhé, để thay đổi cái khoảng cách nhé và độ nhạy nhé. Xuôi kim đồng hồ tăng khoảng cách, tăng độ nhạy, và ngược lại ngược kim đồng hồ nhé. Đây là mình đang là dùng cái con cảm biến vàng này. Nếu mà các bác mà làm rót rượu bằng hồng ngoại thì dùng con này. Rồi đây là module hồng ngoại mini nhá. Thì đây là out này, GDD và VC này. Out thì mình nối vào trigger này, GD nối GD này, VC nối vào 5V nhá. Nguồn thì nếu mà các bạn dùng các ngành này thì các bạn phải dùng từ 7,5 đến 12V. Còn đối với các bạn mà nếu mà dùng nguồn 5V ấy, nguồn 5V nhé, thì phải câu con 7805 lại để cho nó mạch này nó chạy 5V. Mạch này hiện tại đang chạy được 12V. Đấy, nếu mà cấp vào đây 5V thì nó sẽ không ra được áp vào đây 5V, nên là nó sẽ không dùng được. Đấy, thì phải câu cái con 78 này, bỏ câu chờ không ôm ở đây, hai chân này thông nhau thì để chạy 5V. Còn bên mình đang bán là mặc định là sử dụng nguồn 12V. Cảm biến thì có thể dùng được cả hai loại cảm biến này và cảm biến màu vàng. Rồi, bây giờ cấp nguồn này. Đấy, che này, hoặc là che thả này. Đấy, cái này là ứng dụng rót rượu mini. Đấy, chúng ta có thể đuổi máy bơm phù hợp với nguồn nuôi nhá.